Chuyện ma kinh dị với nhan đề Bùa yêu, tác giả Thư Kỳ. Ủng hộ kênh cũng như là theo dõi trang cá nhân tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Còn bây giờ, cùng thưởng thức chuyện nhé. Chương 1. Xem bói. Đi với tao, sao mày lại để tao ở đây một mình? Ngủ đi rồi tao đón. Không! Mày cút đi thằng khốn! Tiếng hét của Thoa trong đêm khiến Phương giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lay nhẹ đôi vai gầy của bạn mình khẽ gọi. Này này dậy đi, mày lại mơ ác mộng à? Thoa kéo tấm chăn trùm kín đầu rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Đã bao nhiêu đêm như thế trôi qua, cô luôn bị giấc mơ đó ám ảnh, khuôn mặt của người đàn ông đó be bét máu, luôn dí sát vào tai cô thầm thì. Thứ người sinh ra chỉ thích mang nỗi sợ đến cho người khác, ngay cả trong giấc mơ. Dậy đi chứ, mày dậy uống cốc nước đi này. Mơ gì mà khóc ướt hết cả gối thế? Pha cho tao cốc nước gừng được không? Lúc này Thoa mới từ từ kéo chăn để lộ ra đôi mắt còn đang đỏ hoe đỏ hoét. Phương gật đầu, cô rời khỏi giường bước về phía bàn bếp. Không muốn ánh sáng đèn điện khiến bạn mình chói mắt, nên cô chỉ mở đèn trong bếp. Từ từ ngồi dậy, Thoa kéo cái gối lột vỏ của nó ra. Nước mắt mấy đêm liền thấm đẫm, khiến nó có mùi khá khó chịu. Dưới bếp có tiếng thìa sắp khua vào cốc thủy tinh nghe lung cung. Cô yên tâm rằng bạn mình đang pha nước thì bỗng từ dưới gầm giường một bàn tay đen xỉ chớp nhoáng, nắm lấy chân cô kéo mạnh. Bàn tay đó lạnh ngắt lại, còn có thứ chất lỏng nhấp nháp. Đi với tao con khốn, mày ở trên này làm gì? Đi với tao. Không. Thoa cô giãy thật mạnh, đạp tung cả chăn gối. Cánh tay đó vẫn bám chặt lấy chân cô. Động tác dùng chân còn lại đạp vào cánh tay khiến nó bung ra. Cô sợ hãi chạy về phía bếp. Phương đặt vội cốc nước gừng còn ấm xuống bàn nhìn về phía phòng ngủ. Thoa sợ hãi trốn vào phía sau lưng Phương. Cơ thể cô run lên bần bật, nhưng không thốt được nên lời. Lại làm sao? Mà nó vào tận đây dọa mày á? Nhất, lão Nhất. Mày điên rồi, lão ấy chết rồi cơ mà. Không, lão ấy vừa trốn ở gầm giường. Lão vừa túm chân tao. Đây này. Vừa nói Thoa vừa chỉ vào cổ chân. Lần này thì Phương không thể không tin nữa. Trên cổ chân Thoa còn in hẳn 5 ngón tay và vài giọt chất lỏng màu đen đang rỉu xuống sàn nhà. Thôi được rồi, uống chút nước gừng đi. Mai được nghỉ, tao đưa mày đi xem thầy. Ma với trà quỷ, vớ vẩn với tao là tao cho banh xác. Tuy mạnh miệng là thế, nhưng Phương cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Là cô gái quê lên thành phố học tập rồi xin việc luôn trên này. Phương luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, nhất là khi ở công ty. Thầy Thoa thường xuyên bị đàn chị ức hiếp, chính cô đã đứng ra bênh vực. Kinh nghiệm sống của Phương nơi đất khách quê người tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để mấy chị ma cũ dè chừng đôi bạn là nó và Thoa. Hà Nội sáng ngày cuối tuần, thưa xe vắng người. Vẫn là cung đường ấy con xe ấy, nhưng người trên xe lại không chỉ đi một mình. Hai người con gái chạy thẳng từ xã Đàn đi về Đại Cồ Việt. Có lẽ sẽ mất cả ngày chầu trực ở bên đó. Nên Thoa và Phương chuẩn bị đầy đủ từ áo nắng đến áo mưa. Mùa này thời tiết thất thường như gái mới lớn, sớm nắng chiều mưa trưa râm mát. Trước khi đi Thoa đã kỹ lưỡng gọi về nhờ mẹ thắp hương gia tiên ở quê, chí ít thì nếu có lòng các cụ sẽ chứng. Đến nơi cửa đền cửa điện có gia tiên theo biết đâu lại giúp ích được vài phần. Nhà cô đồng mà Phương giới thiệu cho Thoa cách đường lớn chừng hơn 100 mét. Con ngõ nhỏ xíu chắc chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau. Mới hơn 8 giờ sáng, nhưng nhiệt độ ngoài trời tầm giờ này phải lên tới cỡ 37, 38 độ. Không rõ là do ngõ nhỏ chật hẹp nên nhiệt độ thấp, hay vì lý do nào đó mà khi vừa mới chạy xe vào tới đầu ngõ, cả hai đã cảm nhận được rõ rệt cái không khí lành lạnh. Thực sự, giống với kiểu trời có gió mùa đông bắc về. Cổng nhà cô đồng này thoạt nhìn thì chẳng có gì giống với các nhà điện trước kia Thoa từng tới xem. Ở cổng nhà cô luôn có sẵn một người ngồi viết giấy đánh số. Lễ bao nhiêu thì đặt luôn vào trong cái hộp gỗ có khe nhỏ trên bàn. Trên ban chỉ nhận lễ trầu cao. Trong sân có tới mấy chục cái xe máy. Đất ở thành phố đắt đỏ như thế mà có cái nhà to hơn cả ở quê. Chắc chắn không phải dạng tầm thường. Ấn tượng đầu tiên của Thoa là cửa điện có 2 tượng đá hình con hạc to đùng. Miệng hạc lại ngậm một bông hoa. Tuy là tượng đá, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Thoa lại có cảm giác hơi rờn rợn. Tiếp đến là khoảng sân nhỏ có kê ghế cho người đến xem, già có trẻ có.
Ai nấy đều mang một khuôn mặt lo lắng, họ sợ ngồi cả ngày cũng chẳng được gọi tên, nên lo lắng là phải. Căn nhà thiết kế theo kiểu nhà ngói ngày xưa, ba gian hai trái, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều được làm bằng gỗ, 100%, dọc theo bức tường quanh nhà đầy những giỏ lan. Có những cành lan dài đến cả mét, là một người không chơi lan bao giờ, nên Thoa mạnh dạn đoán trong đầu chỗ hoa lan này, nếu bán hết, thì đủ mua đất và xây một căn nhà nhỏ ở quê. Trước khi đi phường đã dặn, đến đấy thì chẳng cần lễ to lễ nhỏ đâu, cô này xem chuẩn mà làm có tâm lắm. Dù mày đặt 10.000 cô cũng xem, vậy nên đừng có lo lắng quá. Hễ cứ thấy cô gọi tên thì vào. Quả đúng là như thế, vì trong thời gian ngồi nghe cô phán cho mấy người đi trước, Thoa đã hóng được ở đây có cả người ngồi chầu trực dễ đến chục ngày mà chưa xem được. Kể cả có đến từ lúc mới mở cửa xếp số 1, mà cô không gọi thì cũng phải ra về lúc 8 giờ tối. Nhà cô giàu nhỉ, cái gì cũng bằng gỗ hết. Sweet. Đừng có nói linh tinh, cô làm bằng tâm chứ không phải người ta lợi dụng tâm linh kiếm chác mấy đồng tiền dương này đâu. Tao thấy người ta bảo nhà này là do người ta tự làm cho cô. Chứ cách đây 3 năm tao đến dâng lễ xin con cái thì điện bé tẹo teo ấy, lúc đó còn là sân đất cơ. Thoa gật đầu đồng ý. Năm nay cũng đã gần 30 tuổi, cô cũng đã đi xem ở nhiều nơi, chưa thấy nơi nào nói đúng về cô cả. Ấy thế nhưng nhắc đến lễ lạt thì giá toàn ở trên trời. Cũng may cô tỉnh đòn, chứ không thì tiền ấy lại về két nhà mấy cô cậu dòm hết. Ngồi từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa thì cô nghỉ. Hai đứa rủ nhau đi bộ ra đầu ngõ, ăn bát bún lấy sức chiều còn ngồi nghe tiếp. Nếu chiều nay mà không được cô gọi thì lại phải đợi đến chủ nhật tuần sau. Công việc bừa bộn nên chẳng thể ở đây vài ngày được. Qua trưa thì trời bắt đầu kéo mây mưa, từng cơn gió cứ rít lên nghe ghê rợn. Mây đen kéo đến ùn ùn khiến khoảng sân nhà cô cũng tối theo. Đang lúc sấm chớp đùng đoàng thì bên trong người phụ tá của cô gọi tên Thoa. Lã Ngọc Kim Thoa đâu? Dạ con đây. Phương mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Thoa nói nhỏ. May thế, số mày đỏ thật đấy. Trong đầu Thoa nghĩ thầm, đi gặp ma, chứ đi đâu mà may với chả mắn. Từ lúc vào nhà cô đến giờ, cho đến lúc này, Thoa mới thực sự cảm nhận được cái không khí trang nghiêm trong điện thờ của một cô đồng trẻ là như nào. Mùi thơm của hoa hòa quyện với mùi hương thơm, chứ không nồng như những nơi mà Thoa từng đến. Cô ăn mặc chỉnh tề lắm, đệ tử cô cũng bận trang phục kín cổng cao tường ngồi sát bên phải. Thoa vừa mới ngồi xuống thảm cô đã cười rồi hỏi ngay. Nó về đòi mạng à? Dạ. Ai hả cô? Chồng chị chứ ai, người ngoài người ta chẳng biết, chứ tôi thì rõ như ban ngày. Nãy giờ nó cứ nhấp nhổm ngoài cổng mà tôi không cho vào. Chỉ cho gia tiên nhà chị vào thôi. Tất cả mọi người ồ lên, hàng trăm con mắt đổ về phía Thoa, có người hiếu kỳ còn đứng hẳn dậy xem mặt. Ngồi xuống, tôi đuổi anh ra khỏi điện bây giờ. Đệ tử của cô chỉ mặt anh chàng vừa đứng dậy ngó nghến. Chẳng phải đêm nào cũng mơ thấy nó còn gì. Nhưng mà cũng may, may cho chị là có đứa bé đỏ theo cứu mấy lần, chứ không thì cái mạng này trả về âm tào rồi. Thoa cứng họng không nói được lời nào. Phải đến khi đệ tử của cô nhắc đặt lễ, thì Thoa mới bừng tỉnh. Lễ để xem là lá trầu và quả cao. Cô đón lấy đĩa quả từ tay Thoa, rồi dùng que hương vẽ lên trên mặt đĩa lễ. Một hồi lâu sau chẳng ai nói gì với ai, cô cứ ngồi sờ sờ tai rồi thi thoảng gật đầu. Đôi lúc lại nhìn Thoa mỉm cười. Cô đồng nhặt lấy một trong số 9 quả cao mà Thoa dâng rồi bổ đôi một quả. Trong thoáng chốc ánh mắt như lóe lên một tia hy vọng. Vậy là nhà này có phước lớn rồi, chị ngồi sát vào đây tôi xem nào. Thoa lết gần về phía cô, đôi tay mềm mại nhanh như cắt giật lấy một nhúm tóc mai của cô, rồi đốt ngay trên ngọn nến. Đáng lý ra mùi tóc cháy phải khét lẹt, nhưng đằng này cả nhúm tóc mà không ai ngửi thấy mùi gì. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã lên tiếng trước khi Thoa kịp hỏi. Tôi hỏi chị, tại sao lại dại thế? Nó chết được 42 ngày rồi, bây giờ chỉ còn có 7 ngày nữa để chị có thể sống trên cõi tạm này. Sao lại dại thế hả? Sao lại đem nhau đi làm bùa? Cái thuật này chẳng khác nào xin tử phù của mấy ông đạo sĩ. Một khi đã dính vào nhau là sẽ không thể gỡ nổi. Con van cô, con lại cô. Cô thương lấy kẻ dại này, cô cứu con với. Nước mắt Thoa lại giàn giụa trước cửa điện linh thiêng. Bao nhiêu ấm ức của cô này đã có người nói ra. Trước giờ cô không tin và cũng không nghe lời ai cả. Đến hôm nay thì cô thực sự sợ và tin rồi. Chị về đi, tôi không giúp được chị đâu. Cho dù hai đứa tự nguyện, tôi cũng bó tay thôi.
hết cách. Thoa chắp tay cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Cô đáp lời rồi từ từ lùi lại phía sau. Định đứng dậy bước ra cửa thì cô đồng vẫy vẫy tay gọi lại, thì thầm vào tai Thoa điều gì đó. Từ trong ánh mắt bỗng ánh lên một tia hy vọng. Thoa gật đầu lia lịa, rồi mau chóng luồn ra khỏi đám đông hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào cô. Trẻ thế kia mà đã chết chồng, phí của giời. Ôi dào ôi, 3 năm đoạn tang là lại lấy người khác ngay. Mà cô chả vừa bảo, nó chỉ còn sống được mấy ngày đấy thôi. Chẹp chẹp. Phương ngồi ở ngoài, nhưng cũng nghe rõ từng câu từng lời mà cô đồng nói. Thấy Thoa bước ra, Phương hỏi ngay. Cô bảo gì? Cô có giúp không? Có, nhưng về đã. Chút nữa, tao kể cho nghe. Chương 2 thú tội. Hai đứa dắt xe ra về, nhưng vẫn có hàng trăm con mắt dõi theo. Đi đến đây mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, không ai giống ai. Dù vậy thì mọi người vẫn cảm thấy câu chuyện ngắn chỉ vài lời trao đổi của cô Đồng và Thoa thật kỳ lạ. Ra khỏi ngõ, Phương đã mở lời, vì thực tâm nó đã rất hiếu kỳ. Cô dặn mày cái gì thế? Tối nay đến cô giúp. Chỉ bảo mang theo một cái áo cũ thôi, không cần gì cả. Lạ nhỉ, cô có bao giờ làm việc đêm khuya đâu. Hay là do cô thấy mày đáng thương đó? Thoa gật đầu, cũng mong là thế. Giả dụ mà cô Đồng này không giúp được, cô sẽ tự mò về xứ Mường, nơi cô và người chồng quá cố tên nhất đã tự tay dâng lễ dâng đồ lên để thầy Mo làm bùa cho hai người. Thật đúng là tuổi trẻ nông nổi. Có lẽ ngày hôm đó chính là ngày mà cô tự nhận là ngu ngốc nhất trong cuộc đời cô. Cũng vì thế mà ngày hôm nay cô phải chịu cảnh mỗi đêm bị bóng ma của chính chồng mình dằn vặt. Tối nay tao đi một mình thôi, mày ở phòng mà nghỉ cho khỏe, mai còn đi làm. Có khi tao xin nghỉ sáng mai, sợ đi về mệt. Không được, tao đưa mày đến đó thì tao cũng muốn đi nữa, để xem cô giúp mày như nào chứ. Trong lòng Thoa thực chẳng muốn nhiều người hơn nữa biết đến sự việc này. Nhưng đằng nào thì đây cũng là nơi Phương bỏ công sức thời gian dắt mình tới. Chả nhẽ cô lại cứ từ chối mãi. Thôi thì đành gật đầu, để tối nay hai đứa cùng đi. Chốt với nhau như thế. Tiện đường về rẽ qua chợ, hai người mua luôn đồ nấu ăn. Quanh quẩn thế thôi mà cũng đã hơn 5 giờ chiều. Chợ ngày Chủ nhật cũng vắng hơn ngày thường, đỡ phải chen lấn chờ đợi. Cơm tối xong, Thoa khoác lên mình một bộ đồ kín đáo, nhưng cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu. Cô nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của cô Đồng, xong lại nhìn lên Phương lẩm bẩm. Hay là thôi, mình không đi nữa nhỉ? Mày dở người à? Cô ấy tiếp cả mấy chục người xem một ngày, đến tối là thời gian cô ấy nghỉ ngơi. Hiếm lắm mới có người được cô ấy giúp như này mà mày lại bảo không đi. Ở nhà, Phương giật bắn mình khi vừa dứt lời thì bị Thoa quát át cả tiếng. Bộ đồ trên tay cô rơi luôn xuống dưới chân khi quay lại thấy hai mắt Thoa đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt này quả thực không phải con người thường ngày của Thoa. Sao thế? Không đi thì thôi. Làm gì mà căng? Tao xin lỗi, vừa nãy tao bị làm sao ý? Dường như hiểu ra vấn đề, Phương không trả lời Thoa nữa mà nhẹ nhàng bước từng bước vào trong nhà tắm để thay quần áo. Khi trở ra thì đúng như cô dự đoán, Thoa đã nằm cuộn tròn trong chăn. Chắc chắn là người chồng quá cố của Thoa muốn cô ta ở nhà. Nếu để Thoa đến đó mà hóa giải được bùa chài trước kia hai đứa cùng làm, thì anh ta sẽ không còn bất cứ thứ gì để luyến tiếc trần gian nữa. Đi thôi. Lại một lần nữa Phương bị Thoa dọa cho hết hồn. Cây son trên tay của Phương quẹt ngang khóe môi khiến nó lem ra một chút. Bực mình vì đứa bạn cùng phòng hết lần này đến lần khác làm mình sợ chết khiếp. Định quay lại mắng cho Thoa vài câu, nhưng từ lúc nào, Thoa đã đứng ngay sau lưng cô. Hai con mắt trắng giá đang dí sát, mặt đối mặt. Hai chân Phương cứng đờ, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng lại. Miệng của Thoa lúc này mới từ từ nhếch lên, đôi môi khẽ vén lên để lộ ra hai hàm răng trắng muốt cùng sợi dao còn dính lúc ăn cơm. Đi đánh răng đi, khiếp quá. Nhìn thấy nó như thể vớ được phao cứu sinh, Phương bất chợt thốt ra được vài chữ, khiến cả hai cùng bừng tỉnh. Thoa lắc lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào khe ngực của Phương lắc đầu. Đi đến đó mà mày mặc hở thế này á? Thay cái áo đi. Mà sao tao lại đứng đây? Mày vừa nhe răng khoe dao với tao đấy. Thoa cúi xuống nhìn răng mình trong gương ở bàn trang điểm. Đúng là còn dao thật. Nhưng tại sao cô lại tiến sát đến chỗ Phương đứng thì không thể hiểu nổi. Hơn 8 giờ tối thì hai đứa mới sang tới nhà cô Đồng. Tất cả là tại cái tính lề mề của Thoa. Cánh cổng đã đóng im lìm, lại còn khóa cả trong lẫn ngoài. Phương lật tấm sắt vuông tre ở giữa cổng ngó vào trong. Có
Còn Thoa thì rút điện thoại, định bấm số gọi. Tiếng hét của Phương làm Thoa cũng giật mình theo. Số là Phương đang nhòm qua khe hở vào trong, thì bỗng dưng có hai con mắt cũng nhìn từ trong ra ngoài. Ai đấy? Cô không xem tối đâu, về đi. Là giọng của một nam thanh niên trẻ. Ai trong đó thì báo giúp cháu giúp em, là có Thoa đến nhờ cô giúp ạ. Lúc chiều cô dặn cháu đến trước 9 giờ tối. Bên trong không có tiếng trả lời, mọi thứ cứ yên ắng như thế khoảng 5 phút. Cuối cùng thì cũng có tiếng bước chân, tiếng ổ khóa va vào cổng sắt lạch cạch. Vào đi, con gái còn đưa đến cổng nhà, người ta cứ nhòm nhòm, làm tôi cũng sợ chết khiếp. Đệ tử của cô Đồng mà sợ ma á? Tôi không phải con nhang đệ tử. Cô Đồng mà các chị hay xem là mẹ tôi. Hóa ra đứng trước mặt của hai đứa, nãy giờ là con trai của cô Đồng. Lặng lặng dắt xe vào trong, Thoa và Phương không nói thêm câu nào, vì nãy giờ cứ thấy quê quê. Hai đứa con gái đến chả bấm chuông mà lại đứng dòm dòm. Tính ra thì có Phương cảm thấy ngại, chứ Thoa có một đời chồng rồi nên đột nhiên cảm xúc cảm thấy bình thường trước trai trẻ. Mẹ ơi, khách đây rồi nhé. Trong nhà có tiếng ừ vọng ra. Cậu thanh niên trẻ để mái tóc dài rẽ ngôi với chiều cao trên 1m8 thông báo cho mẹ xong thì đi thẳng vào gian phòng có ánh đèn bàn. Chắc cu cậu đang học, Thoa nghĩ thầm trong bụng. Nếu lấy chồng sớm tí nữa, có khi con mình cũng gần bằng cậu ta. Độ 10 phút sau thì cô Đồng ra, trên tay cầm đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Nhìn thấy hai đứa, cô cười tươi hẳn ra, nhìn thái độ niềm nở của cô. Hai đứa cũng cảm thấy gần gũi hơn. Ăn đi, táo lê nhà chị đầy. Người ta cứ mua bừa phứa ra, chứ chị toàn phải đem cho người vô gia cư với mấy cô quét rác, để lâu không ăn đến nó hỏng hết. Dạ, em cảm ơn. Hình như cô Đồng quên thứ gì đó nên đứng dậy bước vào nhà. Ở ngoài sân, Thoa đưa tay véo vào sườn của Phương một cái rõ đau, rồi rít lên qua kẽ răng. Sao mày gọi người ta là chị? Thì cô xưng chị chả nhẽ lại cứ gọi là cô, hơn tao với mày vài tuổi chứ mấy. Vừa nói được vài lời thì từ trong nhà cô Đồng lại bước ra, mời ngồi xuống bàn, cô đã nói ngay. Chị hơn hai đứa có mấy tuổi thôi, mà đã hẹn riêng đến đây thì là quý nhau mới giúp. Hiểu chưa? Không cần khách khí quá. Ngồi ở đây lúc này thì cứ coi chị như chị gái mà tâm sự. Chị cho phép thì em cũng xin kể, nhưng mà kể ra thì dài dòng lắm. Em sợ phiền và mất thời gian của chị thôi. Không sao, việc của chị đến 8 giờ là nghỉ. Chị cũng vừa ăn cơm xong. Qua giờ tí, tức là qua 11 giờ khuya trở đi, thì chị mới vào làm việc trong kia. Vừa nói, cô Đồng vừa nhặt miếng táo, rồi lại rót chén chè. Cả đời hai đứa, nó chưa gặp cô Đồng nào vui tính và dễ gần như thế. Hoặc là do những lần trước chúng nó đến cửa điện nhà người ta trong tâm thế của kẻ dưới, nên lúc nào cũng khép nép. Mà vốn dĩ thì cô Đồng cũng là người phàm, chẳng qua là có bề trên dạy đạo dạy thuật để giúp đời. Hơn nhau ở cái ấn sắc trong tay, chứ có phải thần thánh ngồi trước mặt đâu mà cần phải e dè. Uống đi, chè này uống an thần chứ không mất ngủ đâu. Ăn hoa quả uống nước xong rồi kể chị nghe. Cái thằng này nhà em nó khốn nạn thật đấy. Từ chiều tới giờ, nó ở mãi ngoài cổng. Chẳng có nhẽ, chị lôi cổ nó ra kia cho sét đánh bỏ mẹ nó đi. Vâng vâng, thế để em kể. Mà chị cũng đừng dùng sét đánh anh ấy nữa nhé. Chết tan xương nát thịt rồi còn gì nữa đâu mà để sét đánh. Phương chép miệng ngồi nghe Thoa trút bầu tâm sự. Ngay đây thôi, giữa thành phố xa hoa, ba con người xa lạ đang uống chè như thể tri kỷ. Tay Thoa cứ mân mê chén chè còn hơi nóng, rồi lại nhìn xuống dưới chân. Mãi một lúc sau mới dám mở lời. Cái này nói ra thì xấu hổ, vì ở đây có bạn làm cùng công ty em. Đừng lo, tao sẽ không tiết lộ bí mật của mày với ai đâu. Thoa gật đầu, nhưng rồi cũng lại bưng chén chè ngồi trầm ngâm. Đưa chén chè lên, cô ngửa cổ uống một hơi. Cô Đồng thấy vậy thì khoái chí vỗ đùi cái đét cười ha ha. Ôi trời ơi, nó uống chén chè mà như người ta uống rượu bàn đào vậy. Em là một đứa không cha không mẹ. Cô Đồng và Phương nghe hết câu nói ngắn gọn đó thì im lặng. Cả hai đều đang nín thở chờ nghe câu chuyện mà Thoa sắp kể. Trường 3, quá khứ đau thương. Quê em ở trên Tây Bắc, nói chính xác hơn thì là ở trên núi. Em sống với bà nội từ nhỏ. Năm em lên lớp 9 thì bà nội em mất vì già yếu. Bố mẹ đều mất khi đi bè gỗ xuống xuôi. Thấy người ta bảo bố mẹ em vượt thác rồi bị gỗ đè chết. Kiểu như cái nghiệp phá rừng ấy. Em tự đi làm thuê nuôi sống bản thân, đến năm học lớp 10 thì được cô chú đón về nuôi. Thời gian đầu khi bà mất em buồn lắm. Sáng thì em đi học,
Chiều em về đi gánh nước cho người ta phun thuốc trừ sâu, hoặc đi mò cua bóc để lấy tiền. Thời điểm đó, một cân cua tương đương với 3 cân gạo. Em mò cua một buổi chiều cũng đủ gạo ăn cả tuần. May là em ở một mình, chứ không thì ăn cháo suốt ngày. Có bữa nào mà cất vó được nhiều nhiều cá một chút, thì em đem phơi sau đó ăn dần. Nếu chẳng may đi làm mà người ta chưa kịp trả công, thì em ăn cháo trai. Thời ấy, quê em con trai đầy ở hai bờ suối. Chỉ cần ra mò nửa tiếng thì ăn cả ngày không hết. Đầu năm học lớp 10, dù ở nhà cô, nhưng em vẫn phải chạy vạy khắp cả xóm, vay mượn mỗi nhà một ít mới đủ tiền đóng học. Bao nhiêu khó khăn lúc bà còn sống, chẳng ai đoái hoài gì. Ấy thế mà khi bà chết, cô chú với hai bác nhà em về nhận làm tang làm ma cho bà. Cốt yếu là mong lấy được cái điểm chỉ của em. Chỉ vì trước khi bà mất, bà đã để lại mảnh đất ấy cho em trong di chúc. Bà bảo để mảnh đất đó khi lấy chồng còn có cái mà báng làm của hồi môn, một chút tiền cũng còn hơn về nhà chồng mà tay trắng. Về nhà cô chú được gần 2 tháng thì xảy ra đủ thứ chuyện. Em tủi nhục lắm, vì về đó em gần như phải làm hết công việc của cô. Từ nấu ăn lúc tờ mờ sáng cho đến việc giặt quần áo tã lót hầu cả nhà bên ấy. Nhiều lúc thấy em khóc, hàng xóm còn dè bỉu bảo em sướng quá, hóa rồ hóa dại. Đúng là các cụ nói chẳng sai, trong chăn mới biết chăn có giận. Miếng cơm thừa canh cặn cho cháu ăn, chứ nào có phải được miếng cơm trắng thịt thơm như chú hay kể với mấy bà hàng xóm. Cái giường ngủ của em cũng là đám rơm khô bệnh lại ném ở góc nhà. Nhiều hôm trời lạnh quá mấy con chó còn chui vào ngủ cùng với em. Mang tiếng là cô, em gái ruột của bố. Ấy thế mà đối xử với cháu còn chán hơn với con ở. Kể ra thì mọi người bảo em là nói xấu cô mình. Nhưng sự thật còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa mà em ngại chẳng muốn nói ra. Em nhớ như in mùa đông năm ấy. Vì là ngày chủ nhật nên em cứ lọ mọ ở ngoài đồng nhặt cỏ lúa. Mãi tới lúc mặt trời đứng bóng em mới về. Cô thì đạp xe lên huyện có việc. Chú là người Dưng nên thấy em đi làm vất vả cũng kệ, chẳng hỏi han được câu nào còn nói bóng nói gió. Hai đứa em họ cũng đâu còn nhỏ, chúng nó ít ra cũng biết bắc bếp mà nấu cơm rồi đấy chứ. Ấy thế nhưng không, cả ba bố con ngồi ở trọng chơi. Bố hút thuốc lào còn hai đứa con chơi òn tù tì. Em về đến nhà thấy thế thì tức lắm nhưng chẳng dám nói lời nào. Ở đó đến tháng chạp thì em không chịu nổi nữa, nên em dọn đồ về nhà bà ở một mình. Thà chịu khổ chịu cô đơn một chút, còn hơn là ở đó với đám người thân, thân ai nấy lo. Chiều tối chạng vạng ngày 28 Tết thì chú sang, trên xe đạp treo lủng lẳng miếng thịt lợn cùng với mấy cái lá rong. Vừa thấy em chú đã nguýt dài một cái. Cô mày bảo mang sang cho mày ít thịt mà gói bánh, Tết mà buồn quá thì sang nhà chú mà ăn Tết. Em đang lúi húi nhặt đám rau ở sân giếng, thấy chú sang thì cũng ra chào hỏi. Trên người chú toàn mùi rượu nồng nặc, chắc có lẽ chú vừa uống ở bên nhà. Mai là 29 cũng là 30 Tết, nên hôm nay nhà nào cũng tập trung đụng lợn. Ba bốn nhà chia nhau tiền mua một con lợn béo để ăn Tết. Em nhận quà từ chú mà rưng rưng, trong lòng cảm thấy nhớ bà. Cảm ơn chú xong thì em đi ra ngoài sân giếng nhặt nốt đám rau. Lúc quay vào thì thấy chú nằm lăn ra trọng mà gáy khò khò. Em cũng chẳng để ý vì nghĩ chú ấy say. Bắc lại bếp củi nấu nồi cơm nếp để sớm mai còn cúng đón ông bà, ông vải về ăn Tết. Ngày ấy đèn đóm chẳng có nhiều như bây giờ, chủ yếu là dùng đèn dầu. Em đang lúi húi nhóm bếp thì đèn dầu tắt. Vừa quay lại thì bóng người đen xì ập tới, mùi rượu nồng nặc này chỉ có thể là chú. Lúc đó em gầy gò ốm yếu nên bị chú đè xuống rồi lấy rẻ bịt mồm, sau đó trói chặt hai tay ra sau. Cơ thể em trong phút chốc lõa lổ trước mặt con thú đội lốt người ấy. Em đau đớn lắm, nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của người chú khốn nạn ấy. Đêm đó, hạ thân em đau nhức vì lần đầu bị mà lại là cưỡng bức, nên cảm giác tủi thân xen lẫn nhục nhã. Trước khi về chú còn hầm hè, dọa nạt nếu em nói ra chú sẽ giết. Ngày mùng 1 Tết, các bác cùng cô chú đến thắp hương cho ông bà nội và bố mẹ em. Rồi ngày mùng 2 chú lại đến. Lần này, em đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nên chú không làm gì được. Cũng may có con dao nhọn em cầm trong tay. Hôm đó, mà không chuẩn bị, thì chú lại tiếp tục giở trò khốn nạn. Những tưởng thế là xong, nhưng không. Bẵng đi vài tháng, em đã quên dần chuyện hôm đó. Quay trở lại với nhịp sống ngày thường thì một đêm nọ. Vì là nghỉ hè nên em nhận việc theo người ta đi vác gỗ, gỗ keo người xuôi thu mua về xẻ ván. Đi làm mệt nên em về tắm rửa qua loa rồi ăn cơm xong ngủ sớm. Ai ngờ đêm ấy, chú lẻn vào nhà,
Lại một lần nữa, chú cưỡng hiếp em ngay trong chính ngôi nhà của bà nội. Chuỗi ngày sau đó, em lo sợ, cứ đêm đến là em chốt chặt cửa chính cửa sổ. Tay lúc nào cũng cầm chặt con dao. Ấy thế nhưng, chú vẫn mò vào được. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng chú đụng được vào người em. Đêm đó, em không kháng cự mà nằm im chịu trận. Lúc chú đang mặc lại quần áo, thì em rút con dao nhọn ở dưới gối, đâm thẳng về phía chú. Trời tối nên em chẳng rõ mình đâm vào đâu, chỉ nghe thấy chú kêu lên một tiếng rồi khuỵa xuống. Con đường tối om như mực, nhưng em vẫn cố chạy, chạy đến nhà cô để nói ra tất cả. Những tưởng cô sẽ bên con bên cháu, nhưng không. Cô bỏ mặc em với cái áo còn đang cài chéo cúc. Giây phút ấy khiến em kinh tởm cái thứ gọi là anh em họ hàng ruột thịt. Sáng hôm sau công an tới, họ bắt em vì tội cố tình gây thương tích cho người khác. Đó là lời khai của kẻ bị hại, còn em? Lên đồn công an, người ta nhìn em rồi cứ lắc đầu. Mãi đến khi chị công an ngồi nghe em kể mới bất ngờ. Vụ án đó còn lật lại, tội trạng của chú còn nặng hơn em. Sau ngày hôm ấy, em bỏ học xuống thành phố làm việc. Một con bé nhà quê với kiến thức chưa hết lớp 12. Trong tay chỉ có vỏn vẹn 200 ngàn. Trước đêm đó, em mua hoa quả thắp hương cho ông bà và bố mẹ. Hẹn cuối năm em lại về. Chìa khóa nhà em mang theo chứ chẳng giao cho ai. Vậy là bây giờ em ở hẳn dưới này, thế giờ nhà trên đó ai trông nom? Cô đồng thấy thoa rơm rớm nước mắt thì cắt ngang dòng cảm xúc của nó. Nhà trên ấy em vẫn giữ, thi thoảng dỗ ông bà hoặc dỗ bố mẹ em lại về. Ngập ngừng một chút, Thoa lại tiếp tục. Câu chuyện của Thoa chân thật đến từng chi tiết, dù cho hai người còn lại chỉ nghe thôi, nhưng cũng cảm thấy nỗi đau từ trong từng câu từng lời của người con gái hồng nhan bạc phận. Xuống đây, em được nhận vào làm bưng bê ở một quán bia. Cái số em nó may mắn nên có được một bà chủ tốt bụng. Ông chủ thì suốt ngày đi câu cá với chơi chim. Chẳng bao giờ thấy ông nói được lời nào tử tế với bà chủ. Cũng may, quán làm ăn cũng khá. Chẳng may mà quán vắng khách là y rằng hai ông bà khục khoạc nhau. Làm ở đó hơn một năm thì em tìm được việc mới. Công việc này theo như anh khách quen nói thì phù hợp với em. Vậy là em chuyển qua đó làm. Công việc mới cần vẻ bề ngoài chỉn chu hơn một chút, nên vợ của anh khách quen, chị Liên, là người đầu tiên dạy em make up. Chỉ là qua loa thôi, nhưng so với nước da của em trước kia thì nổi bật hẳn. Làm ở quán ăn chừng đó, thời gian cũng đủ để da em trắng hơn. Ngày đầu tiên đến cửa hàng, hai vợ chồng chị Liên hướng dẫn em từng chút một. Từ cách chăm sóc khách hàng đến cách nói sao cho khách ưng và chốt đơn. Chủ yếu là bán chăn ga gối đệm nên không nặng nhọc cho lắm. Thời gian cứ thế trôi qua, em quen dần với công việc rồi cũng gặp anh ta, là người chồng quá cố của em. Gặp có yêu nhau luôn không? Phương nghe đến đây thì tò mò hỏi. Không, tao sợ đàn ông. Mấy năm liền, tao chả dám để ai đụng chạm vào người. Rồi sao nữa? Phương vắt chân chữ ngũ, vừa ngồi vừa vẫy vẫy tay đuổi mũi, hỏi tiếp. Quen nhau là do anh thuộc vào tip khách VIP của cửa hàng. Có tháng anh mua đến cả tỷ tiền hàng. Anh chị chủ quán thấy em kéo được mối ngon thì thích lắm. Nhiều lúc ngồi ăn cơm cứ trêu đùa, bảo hai đứa sắp thành đôi đến nơi. Nhưng mỗi lần bị trêu như thế, em chỉ biết cười trừ. Bởi trong đầu em hiện lên hình ảnh con thú đó vồ vập lấy cơ thể mình, thật khó có thể quên ngay được. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt. Hai đứa em từ những tin nhắn qua Zalo trao đổi công việc, rồi dần dần nói chuyện mỗi tối. Tin nhắn yêu thương thi thoảng anh lại gửi, nhưng em không đáp trả, em sợ. Lâu lâu anh lại tới, khi thì mua chút hoa quả, khi thì mua cho em tấm áo hay thỏi son. Cảm giác được người khác quan tâm mỗi ngày làm em quên dần quá khứ. Nhưng số trời đã định, em sinh ra là để khổ. Trương Bú, quyết định sai lầm. Sau gần 2 năm theo đuổi, em thấy anh cũng chân thành, công việc ổn định. Nên đêm đi dự tiệc sinh nhật của anh về, em và anh đã cuốn lấy nhau. Lần đầu tiên với người mình yêu nên cảm giác cũng bớt sợ. Anh nâng niu chăm chút không để em phải đau. Cảm nhận lúc ấy thật hạnh phúc. Rồi sao lại phải đi làm bùa? Yêu nhau thế cơ mà, chị nhỉ? Phương cắt lời của Thoa, nhìn về phía cô đồng vừa nói vừa gật đầu. Để cho Thoa nó kể nốt, chị nghĩ phía sau là giông bão, chứ không phải màu hồng như em nghĩ đâu. Cô đúng là người từng trải, tuổi tác cũng là thứ khiến cho cô đồng điềm tĩnh hơn Phương, không suy đoán vội vàng mà nghe từng câu từng chữ để thấu hiểu. Đưa tay lau nước mắt, Thoa từ từ kể tiếp. Hai bọn em chính thức yêu nhau được 7 tháng, thì dính bầu. Trước đó cũng đã ra mắt nhà anh mấy lần.
Trước đó thì có vẻ quý em lắm, nhưng không hiểu tại sao khi hai đứa thông báo có bầu thì bố anh ấy lại giãy nảy lên cấm cưới. Dù sao thì cũng là do anh quyết định, vậy nên bất chấp bố có cho hay không, anh vẫn quyết cưới bằng được. Lúc ấy em vui lắm. Vui vì em nghĩ lúc ấy em đã chọn đúng người có thể bảo vệ cho em cả một đời. Cái thai lớn đến tháng thứ 5, bọn em mới chính thức bước vào lễ đường. Nhà em chẳng còn ai ngoài mấy bác với cô, nên đành phải nhờ họ đứng ra làm chủ hôn cho bên nhà gái. Cô em giận em vì tố cáo khiến chồng cô phải đi tù mấy năm, nên đám cưới em cô chẳng thèm đếm xỉa. Người ở làng thì lời ra tiếng vào, xì xào bàn tán vì em thân cô thế cô, lại còn thất học mà cưới được chồng giàu. Có nhà có xe ô tô đàng hoàng. Đúng là con người ác nhất cũng có mà thiện lương nhất cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu cô tìm được số điện thoại của bố chồng em từ đâu. Câu chuyện cũ tới tai bố em sau ngày cưới khoảng một tháng. Hôm em với chồng từ thành phố về quê nghỉ cuối tuần thì xảy ra chuyện. Giữa bữa cơm chiều, cả nhà chỉ có bốn người nên ông oang oang nói: "Chú cháu tình cảm với nhau thế mà lại không thèm đi thăm chú à?" "Bố nói chú nào cơ?" Anh nhất chồng em thì lại nghĩ bố đang nói đến anh em họ nội nên hỏi lại. Ai ngờ ông đập tay xuống bàn cái rầm rồi chỉ mặt em mà rít lên: "Vợ mày chứ ai? Mấy năm trước vì nó mà chú nó đi tù đấy. Ông nói vớ vẩn cái gì đấy?" Mẹ chồng em thấy vậy thì cắt lời ngay. Cùng cảnh là đàn bà với nhau nên mọi chuyện dù có xấu xa như nào thì mẹ cũng không để tâm. Chỉ có điều chồng bà thì không thế. Ông vốn đã ghét em từ lúc còn chưa cưới. Ông bảo em và Nhất nếu lấy nhau làm ăn sẽ không tốt, cái gì mà mệnh với mệnh khác nhau. Rồi nói sinh con năm nay Nhất sẽ bị tai nạn hoặc làm ăn tán bại. Mẹ chồng em tức tối bỏ bữa đứng dậy. Chỉ khi thấy em bưng mâm cơm xuống rửa mới lại gần. Bà đúng là người mẹ chồng tuyệt vời, nhưng tiếc là số em không thể ở bên để báo hiếu bà được. "Con đừng nghĩ ngợi gì, bố con nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu. Đàn bà con gái thời nay trải qua chuyện giường chiếu trước rồi mới lấy chồng cũng không còn xa lạ gì. Nếu phải ngày xưa mà ăn cơm trước kẻng như thế thì chỉ có bám dịt lấy nhau." "Là con có lỗi mà. Con không dám nói ra vì sợ anh Nhất nghĩ ngợi nhiều. Nhưng con là người bị hại mà." Mẹ chồng đứng bên cạnh em đến khi em rửa bát xong thì kéo lên phòng. Bà không nhắc đến chuyện cũ nữa mà kể về những tật xấu của chồng em để em biết đường mà ăn ở. Đang ngồi tâm sự với mẹ trên phòng thì em nghe tiếng chồng gọi. Hai vợ chồng lập tức về trên thành phố. Cả quãng đường dài anh lái xe và im lặng, không khí căng thẳng kéo dài từ quê lên tới phố. Dù cho em có cố mở lời anh cũng không đáp. Cất xe xong, anh cũng chẳng đỡ em như mọi khi nữa mà đi thẳng lên phòng. Cánh cửa bị đạp tung, mùi thuốc lá từ ban công lại bay vào đầy nhà. Những ngày tiếp theo, anh bắt đầu xa lánh em, thái độ mà em không thể hiểu nổi. Chưa đẻ xong người ta cũng kiêng chỉ 6 tháng là lâu. Đằng này anh kiêng cho em đúng một năm trời, lại bắt em ở nhà không cho đi làm, dù con đã cai sữa và bà nội đón về quê chăm. Cuộc sống hôn nhân của em thay đổi hoàn toàn từ sau câu nói đầy sâu cay của bố chồng. Chẳng hiểu anh nghe ai nói, nhưng càng ngày anh càng chán nản. Em là đàn bà con gái đã có chồng. Không phải loại đàn bà hư đốn, nhưng ít ra cũng có nhu cầu khoản kia. Dù chồng mình làm ra rất nhiều tiền nên em không phải lo lắng nữa. Đôi lúc nói thì anh bảo cái đó không cần thiết, và đúng như anh nói. Chỉ mỗi lần anh say em mới cảm nhận được hình ảnh của kẻ khốn nạn năm xưa hiện về trong tâm trí. Em không cho, thì anh đánh đập. Cho thì lúc đó, anh say nên anh làm bừa. Con em gần 3 tuổi thì em quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng được nữa. Hạ thân em cũng bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải bê tông cốt thép. Mỗi lần anh ta say là một lần em phải oằn mình chịu đựng, có khi còn tứa cả máu ở hạ thân. Trời đất, vậy mà em còn đi thỉnh bùa để làm lành với nó. Em ơi là em, dại quá mà. Cô đồng nghe đến đây thì thốt lên. Phương cũng lên tiếng chêm vào: "Phải tao thì chỉ có ăn đạp, sao mày có thể chịu đựng được gã khốn nạn ấy mấy năm trời cơ chứ? Mày chưa có gia đình mày không hiểu được đâu. Lúc cưới anh ấy, tao còn nghĩ số phận giúp tao có được một gia đình êm ấm là được rồi. Càng về sau thì anh ta lại càng lộ ra bản chất thật, một kẻ vũ phu và sở thích bạo hành giường chiếu." Không khí trong sân trùng xuống, cô đồng chủ động rót cho Thoa một chén chè. Ngồi mãi một hồi mà Thoa vẫn cứ dấm dứt khóc nên cô lên tiếng: "Thôi em à, đã lấy nhầm thằng con trai thì đành chịu.
người ta là đàn ông sẽ không đối xử với em như thế đâu. Đúng rồi đấy, đã thế còn đi làm bùa yêu với nó, mày đúng là hồ đồ mà. Thoa nghe hai người kia nói xong thì đưa tay xoa xoa vào nhau, sau đó lại nâng chén chè lên nhấp môi rồi kể tiếp. Chưa hết. Trước khi đâm đơn ra tòa ly hôn thì em chậm kinh gần một tháng, dùng que thử thì phát hiện ra đã có thai. Hai vạch rõ ràng đấy, thế nhưng mà khi thông báo thì mọi người biết gì không? Câu trả lời em nhận được từ người chồng mấy năm đầu ấp vai kể là: cô có thể ngủ với chả chú thì chắc gì hai đứa con đã là của tôi. Tim em thắt lại, mọi tủi hờn trong lòng em ngày càng lớn hơn nữa. Em quyết định ly thân, số tiền tiết kiệm của em trước khi lấy chồng vẫn còn đủ để em ăn uống chi tiêu. Lại thêm anh chị chủ cũ vẫn hoan nghênh em về làm việc. Vậy nên sau đó một tuần em chuyển ra ở trọ. Anh ta cũng không thèm đoái hoài gì, mặc cho em sắp đồ rồi tự rời đi. Cứ tưởng cuộc tình này đến đây là chấm dứt, ai ngờ anh ta đến phòng trọ của em vào một đêm muộn. Em nhất quyết không mở cửa, anh ta thì quỳ gối bên ngoài mãi chẳng chịu về. Đàn bà mà, dễ mùi lòng nên mở cửa cho anh ta vào. Dù sao thì cũng không nên để chồng mình quỳ mãi ngoài cửa phòng, người ngoài nhìn thấy lại dị nghị. Thứ em cảm nhận được đầu tiên khi anh ta lao vào phòng là mùi rượu bia lẫn mùi nước hoa. Lúc ấy em vẫn còn đang nghén, ngửi thấy mùi ấy em đẩy anh ta ra rồi chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc quay ra đã thấy anh ta nằm ườn ở trên giường, em tưởng anh ta say nên ngủ. Ai ngờ lúc em tháo giày ra thì anh ta đè em ra hôn ngấu nghiến. Vừa hôn còn vừa ngắt quãng nói lời xin lỗi. Cứ nghĩ là anh ta biết sai sau thời gian em bỏ đi, ai ngờ lần này anh ta còn mạnh bạo hơn trước. Bụng em đau thắt lại, máu chảy ra đỏ cả ga giường. Thấy em đau quá nên anh ta đưa em đi bệnh viện, kết quả là em bị sảy thai. Nằm ở viện mấy hôm thì em về. Anh ta lại đến với lời xin lỗi, hứa hẹn đủ điều rồi, sau đó đề xuất ý kiến muốn làm bùa để cả hai đứa yêu thương nhau hơn. Hôm đó, em chẳng biết mình nghĩ gì mà gật đầu, có lẽ là vì em không muốn nhìn thấy con gái em có mẹ mà chẳng có cha. Muốn vẹn toàn cho cả hai bên tình cảm và gia đình nên quyết định nóng vội. Chiều thứ bảy em xin nghỉ sớm, hai vợ chồng đánh xe lên bản. Nơi này cách thành phố chừng 100 km. Từ đường lớn vào đi mất khoảng 2 cây số nữa mới đến nhà ông thầy. Nhà sàn của ông thầy nằm ngay cạnh chân đồi, bên dưới là mấy con vịt với một con trâu đang nằm nhai cỏ trông thật thư thái. Nghe tiếng xe ô tô, từ trong nhà bước ra hai người đàn ông. Em thấy nhấp nhổm trong ánh đèn dầu, phải đến cả chục đầu người. Thế nhưng bước lên sàn thì chẳng thấy ai ngoài hai người đàn ông nọ. Cũng không biết lão chồng làm sao biết được mấy ông thầy mo này mà mò đến. Sau màn chào hỏi, chồng em và người đàn ông kia bước ra ngoài thì thầm to nhỏ một lúc lâu. Trong nhà chỉ còn em với người đàn ông còn lại, ông ta cứ dán mắt vào bếp lửa mà chẳng nói năng gì. Đất trời này khiến em cảm thấy nhớ nhà. Dù ở quê em không có nhà sàn, nhưng cũng có bếp lửa, có trâu bò và những ruộng lúa thơm thơm. Bảo là đi làm bùa làm chài, nhưng em ngó xung quanh chẳng thấy cái bát hương nào. Chỉ có đúng một tờ giấy trắng đã ố màu treo ở trên tường, xung quanh gắn mấy sợi lông gà dài cỡ một gang tay. Em đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía góc nhà nơi ánh đèn dầu không soi tới. Ở đó có một đứa bé đang đứng. Chắc chắn là trẻ con vì chiều cao của nó chỉ nhìn hơn cái sọt đựng ngô một chút. Tính tò mò nổi lên, em định bước tới xem thì chồng em và người đàn ông kia bước vào. Em nhìn chồng rồi lại nhìn về góc nhà thì không thấy đứa bé ấy đâu nữa. Hai cô cậu đã quyết định chưa? Làm cái này là khó giải lắm đấy. Dạ rồi, chỉ mong hai vợ chồng thuận hòa, chứ chúng cháu đâu có mong phải giải bùa. Người đàn ông tự xưng là thầy kia gật đầu. Lễ ngoài đổ, hai vợ chồng em mua ra thì chỉ có một hũ muối và hũ đã cuội đen trắng nhặt ở bờ suối. Chương 5, cái chết của Nhất. Ông thầy đi vào trong căn phòng nhỏ, không có ánh đèn, xách ra một túi đồ, đưa cho người đàn ông còn lại, đợi cho người đó về, ông ta mới quay vào trong tìm kiếm thứ gì đó. Khoảng 5 phút sau thì ông ta quay ra, trên tay cầm hai tờ giấy màu đỏ đưa cho chồng em nói. Mỗi người một tờ, ghi tên tuổi địa chỉ vào, rồi cắt cho tôi xin mấy sợi tóc bỏ vào đấy. Chồng em nghe lời ông thầy răm rắp, anh ta nhanh chóng ghi tên lên tờ giấy rồi đưa bút cho em. Nhận hai tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ cùng với tóc của hai vợ chồng. Ông thầy lại bước vào căn phòng tối thui ấy, tiếng của người dân tộc nên em nghe chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy ông ta cứ lầm rầm khấn,
rồi thi thoảng lại thả hai đồng tiền âm dương vào cái đĩa. Thứ này em từng thấy ở mấy điện thờ trước kia, đi xem bói, nên nghe là biết. Cỡ chừng nửa tiếng sau, ông ta bước ra, đưa cho hai vợ chồng em mỗi người một chén nước trắng và một sợi dây nhiều màu. Đeo sợi dây này đủ 100 ngày thì sẽ linh nghiệm. Hai vợ chồng khi đi làm gì có thứ xú ế thì phải bỏ ra, tắm rửa hay đi vệ sinh cũng phải bỏ ra, cấm có được đặt xuống dưới mông hoặc để gần chỗ ngủ. Nếu quan hệ vợ chồng, nhất định phải bỏ ra để tránh vấy bẩn. Hai vợ chồng em uống hết chén nước của ông thầy, rồi đeo dây cho nhau. Cái này có ý nghĩa gì thì em không biết. Nhưng nó giống kiểu dùng tâm lý để xoa dịu nỗi đau. Trả tiền công cho thầy xong, hai vợ chồng em lái xe ra thị trấn, tìm nhà nghỉ để qua đêm. Hai vợ chồng mỗi người một giường, cả đêm không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau trên đường về thì chồng em ngỏ lời muốn đón em về lại nhà, công việc của em vẫn có thể đi làm. Em đồng ý, dù vẫn chưa nguôi giận. Anh thì vui vẻ lắm, đón em về xong anh không còn đi sớm về khuya như trước kia nữa. Ngay cả nhà đoàn tụ, anh đưa hai mẹ con em đi ăn hải sản. Nhưng có một điều là, tuyệt nhiên, anh ta không bao giờ nhắc tới đứa con mà chính anh ta làm em bị say. Nỗi đau mất con khiến em kiêng chăn gối với anh từ ngày về với nhau. Có điều lạ là từ khi về lại căn nhà cũ, em hay nằm mơ thấy một đứa bé. Nó nước mắt ngắn, nước mắt dài, cứ ngồi xoa bụng rồi nói thì thầm vào tai em. Nhưng tuyệt nhiên, em không thể nghe rõ nó nói gì. Sau đợt làm bùa được khoảng hơn một tháng, thì anh bị tai nạn. Nói đúng hơn là đang đi thì xe của anh bị xe container chèn xuống ruộng. Cũng may chỉ chảy xước chân tay nhẹ. Nhưng lúc từ viện về mặt anh cứ tái nhợt. Vài hôm sau thì anh có hỏi về đứa bé bị sảy, nhưng sau đó cũng không nhắc đến nữa. Em nói với anh ta là đã đưa con lên chùa, nhưng có vẻ như anh ta không tin. Chồng em trước giờ không mê tín, anh ta là người theo tư tưởng vô thần. Đến cả thắp hương, thắp khói cho các cụ ở nhà cũng là em làm, chứ anh ta chẳng bao giờ đã động vào. Ôi dào ôi, chết là hết. Ma quỷ cái nỗi gì. Miệng anh ta lúc nào cũng lầm bầm như thế, nhưng cho đến một ngày kia. Khi chính mắt anh ta nhìn thấy đứa bé ngồi vắt vẻo trên võng của đứa lớn nhà em. Lúc ấy, anh ta mới bắt đầu lo sợ. Đêm ấy, em và con đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe anh ta gọi cửa. Tiếng đập cửa dồn dập khiến em và con giật bắn mình. Chạy ra mở cửa, thì anh ta lao nhanh vào trong. Nhìn khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối của anh ta, em cũng đoán được đã có chuyện. Lấy cốc nước rồi ngồi xuống ôm con một hồi, em mới nghe anh ta kể. Lúc nãy, anh ra ngoài hút thuốc xong vào bếp, lấy chai nước lạnh. Nhìn thấy cái võng đung đưa, anh tưởng em chưa khép cửa sổ nên đi ra kiểm tra. Lúc quay lại thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít, anh cứ đứng ở đó ngó sang hai bên. Tưởng là trẻ con nhà hàng xóm khóc cơ, ai dè quay lại nhìn vào võng thì thấy có một đứa bé đang giang hai tay đòi bế. Nó ngồi trên võng mà chân nó dài xuống tới đất đung đưa. Tay nó chỉ ngắn có một mẩu mà sao chân nó dài thế cơ chứ. Anh mệt quá nên nhìn nhầm thôi. Ở nhà của mình thì lấy đâu ra mà mãnh. Lời nói thì là động viên chồng. Nhưng trong tâm trí thực sự, em tin là anh ta gặp ma thật. Bẵng đi một thời gian nữa thì anh ta gặp tai nạn lần thứ hai. Lần này là anh ta đi khảo sát mặt bằng thi công trên công trường. Khu đô thị mới nên anh ta tranh thủ gấp càng nhiều hợp đồng càng tốt, lại cả lấn sân sang mảng thầu xây dựng nên công việc ngày càng nhiều. Chủ yếu vẫn là mảng nội thất nhà ở và bếp. Công trình thi công là một tòa nhà cao khoảng 40 tầng. Chẳng hiểu thế nào mà anh ta trượt chân ngã từ tầng 18 xuống. Cái xác không nát bấy nhưng xương và các cơ quan khác dập hết. Trời trời! Rơi từ tầng 18 xuống thì còn gì là người nữa trời. Phương thốt lên kinh hãi. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Thoa từ tốn đáp lại với sự kinh ngạc của cô Đồng và Phương. Sao đám ma mẹ chồng em như phát điên phát rồ vì đứa con trai duy nhất bỏ bà đi khi còn quá trẻ. Sau 3 ngày mở cửa mà, hai ông bà nhất quyết bắt em đi cùng tới nhà một ông thầy bói. Gọi hồn anh ta lên thì anh ta quát tháo nói lỗi tại em mà anh ta chết. Trong khi anh ta đi làm ở công trường còn em ở nhà. Cũng may cho em là ông thầy ấy nhìn thấy sợi dây em đeo ở tay. Sau một hồi khảo vấn thì mọi chuyện mới vỡ lở. Anh ta có bồ bịch ở bên ngoài. Những ngày anh ta không về nhà nghỉ trưa, chính là thời điểm anh ta đưa cô bồ nhí đi ăn đi nghỉ. Và điều thầy Mo dặn anh ta lại quên mất. Anh ta bị bùa phản. Từ ngày anh ta mất tới giờ, hai mẹ con em luôn sống trong lo lắng sợ hãi. Căn nhà của anh ta mua giờ em để đấy.
gửi cháu cho ông bà nội, rồi chuyển sang ở với Phương. Nhưng đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng. Thi thoảng em thấy có đứa bé lao đến đánh anh ta, nhưng rồi cũng biến mất. Bé đó lúc em sảy đã đặt tên chưa? Cô đồng nghe đến đây thì lại cắt lời mà hỏi. Em đặt tên cho cháu rồi, lúc sảy chỉ thấy có một cục máu nhỏ cỡ chừng ngón tay, nên bác sĩ gói cẩn thận sau đó đưa cho em. Nữ bác sĩ đó còn dặn dò em cẩn thận vì dù sao cũng là cốt nhục của mình. Vậy thì được rồi, thảo nào nãy giờ ngoài cổng có hai vong. Thằng chồng em cái đầu méo xẹo như quả bóng chuyền hết hơi, còn đứa bé thì cứ rình đánh anh ta. Trong mặt mũi anh ta không có vẻ gì là hối cải cả. Lúc sáng chị thấy lại nghĩ là nó đi với bố cơ, hóa ra là nó đến để báo thù. Nghe cô đồng nói vậy, cả hai đứa đều đồng loạt nhìn về phía cảnh cổng đang đóng im lìm. Ngoài kia, chẳng có gì ngoài tiếng động cơ xe máy thi thoảng chạy vụt qua. Cô đồng lấy trong túi áo ra một sợi dây màu đen, có mặt dây chuyền hình mẹ Quan Âm đưa cho Thoa, cô nói. Tạm thời trong nay mai nó sẽ không làm hại em được, nhưng chị chưa xin được lệnh nên chỉ có thể cho em vật này. 3 ngày nữa em quay lại đây, đừng cố gắng tìm lão thầy mo kia, ông ta cũng không giải được đâu. 3 ngày nữa đến thì mang theo chân hương của anh ta và bé đỏ. Chị sẽ cố xin bề trên giải quyết giúp em, sau này lễ tạ thì tùy tâm em. Thoa nghe xong thì trong lòng vui mừng lắm, cả hai cảm ơn cô rồi dắt xe ra về. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là được tự do theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Chút bỏ được mọi lo toan mà trước giờ không dám kể với ai. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Thoa buột miệng hát một câu yêu thích. Phương lái xe đưa hai đứa dạo một vòng quanh công viên Thống Nhất. Lối về cô chọn đi xuống hầm Kim Liên để nghe cái tiếng ù ù mà nhiều người cho rằng đó là tiếng của âm hồn còn vất vưởng. Nơi này trước kia từng tốn rất nhiều giấy mực của báo đài vì trong thời gian hoàn thành công trình có nhiều sự bí ẩn mà những người từng thi công tại đó kể lại. Về đến nhà cũng đã 10 rưỡi, Thoa tranh thủ vào phòng tắm thay đồ trước. Phương là chúa lề mề nên cô không thể để Phương vào trước được. Đứng trước gương phòng tắm, mân mê sợi dây chuyền mà cô đồng cho, Thoa mỉm cười như thể đang chạm vào thiên thần hộ mệnh của mẹ Quan Âm gửi xuống bên cạnh mình. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên cô ăn giấc sau 42 ngày liên tục bị hồn ma của Nhất quấy phá. 3 ngày trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao tại nơi làm việc, Thoa bỏ điện thoại ra bấm số gọi cho cô đồng. Đầu dây bên kia cứ thế vang lên từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Phương dùng số máy của mình gọi cũng không thấy ai nghe. Hai đứa đang mường tượng ra một khung cảnh khác thì bỗng điện thoại của Thoa có chuông. Là số điện của cô đồng. Thoa hả em? Nãy giờ chị bận nên không để ý di động. Chiều tối em sang nhé. Có cần mang thêm đồ gì nữa không chị? Chân hương em đã lấy đây rồi ạ. Không, chỉ cần hai thứ đó thôi. Còn phải xem thái độ của anh ta ra sao đã. Thế nhé. Cô đồng có vẻ bận nên nói xong chẳng để cho Thoa kịp trả lời, cô đã tắt máy. Theo kế hoạch đã định, tan ca ở công ty hai đứa dắt díu nhau về phòng thay đồ, rồi lại ngay lập tức sang nhà cô đồng. Cái giờ tan tầm ở đây, xe cộ chen chúc nhau ngột ngạt đến khó chịu. Nếu không vì có hẹn, chắc chắn hai đứa sẽ không ra đường tầm này. Nhà cô đồng lúc gần 7 rưỡi tối, vẫn còn lác đác gần 20 người ngồi đợi. Thậm chí, người phụ nữ trung niên bữa trước, Phương, nói chuyện cùng vẫn đang ngồi ở đó. Hỏi ra thì mới biết người ta đợi ở đây đã gần chục ngày mà chưa được xem. Cô đồng ngồi ở trong điện, thấy hai đứa thì vẫy vẫy tay, rồi nở một nụ cười tươi. Đúng 8 giờ cô mở cửa cho khách về, sau đó đi tắm rửa rồi ăn cơm. Hai đứa chắc đi làm về xong qua đây luôn hả? Vào ăn với chị cho vui, nhiều xôi với gà lắm. Dạ, chúng em không đói. Thoa thì bẽn lẽn nhưng Phương thì không. Con bé lúc nào cũng tự nhiên như người nhà. Thấy cô đồng mở lời là nó vào ngay, lại còn láo táo đòi lao vào bếp dọn cơm hộ. Trong bữa cơm cô đồng không nhắc tới vấn đề giải bùa cho Thoa. Đa số câu chuyện là những vụ ma ám quỷ ám mà khách nhà cô mang tới, dường như trong từng câu nói cô đang có ẩn ý gì đó. Chương 6. Tình yêu mù quáng. Vẫn như hôm trước tới gặp, ăn uống xong cô lại chỉ hai đứa ra sân. Phương nhanh tay nhanh chân đưa đồ ra chậu rửa bát rồi cặm cụi rửa hết đống đồ. Cô đồng đuổi Thoa ra ngoài. Bên trong hai chị em cứ nói cười tíu tít như thể đã quen từ lâu rồi. Ta cho mượn người này mà ốp. Vào đi. Cô đồng vừa nói xong thì Phương lăn đùng ra đất. Thoa thấy thế định chạy vội lại nhưng không kịp.
Chỉ trong tích tắc, Phương đã ngồi phắt dậy. Miệng méo xệch, cái đầu cứ nghiêng về bên trái lắc nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt, nhưng Thoa cảm nhận được người chồng quá cố đang nhìn mình qua thân xác của Phương. Được rồi, ta sẽ giúp mẹ con. Con ngoan lắm, biết thương mẹ thế là tốt. Cô ơi, con của con cũng đến đây à? Thoa nghe cô nói là hiểu cô vừa nói với ai, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Chứ sao nữa, phước đức nhà cô lớn lắm đấy. Gặp được đứa bé ngoan, nó bị bố nó gián tiếp giết chết, nên chỉ giận bố nó, chứ nó thương cô lắm. Nay ta gọi cô đến đây, trước là mang lễ vật dâng lên các ngài, sau là để giải quyết ân oán giữa cô và kẻ này. Cô đồng nói đến đây, thì chỉ tay về phía Phương. Từ trong cơ thể Phương rít lên một tiếng ghê rợn. Không, không được. Không được là như nào? Cái nhà anh buồn cười. Anh chết là do anh bị bùa phảng, chứ đây liên quan gì cô ta mà cứ theo mãi thế? Nhà cô đừng có lộng quyền uy của ngài, không phải muốn làm gì là làm đâu, tôi không chịu. Cô đồng chống một chân lên rồi gác tay vào, tay còn lại vỗ đùi cái đét. Nào nào, giờ anh muốn như thế nào thì nói tôi nghe. Nó phải chết, gừ, gừ, gừ. Vong hồn của Nhất cứ thế gầm gừ, hai tay như bị bẻ quạt ra đằng sau, thi thoảng lại lắc lắc mình trông đến khiếp. Ngồi trước cửa điện nhà tôi mà anh còn đòi giết với chết. Nói nhẹ anh chẳng ưa, anh ưa nặng lời phòng. Cô đồng chỉ tay về phía thanh kiếm treo trên tường như dọa nạt. Rượu chè gì, nó là vợ tôi, nó phải xuống hầu tôi. Thế rồi con anh thì ai chăm, anh còn cương còng là tôi nhốt anh vào ngục đấy. Mở cho anh một con đường sống mà anh không chịu hả? Vong của Nhất lại tiếp tục lắc lư cái đầu, không gian trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cô đồng cũng không nói thêm gì. Cả ba ngồi thi gan với nhau một hồi. Dường như không chịu được nữa, vong hồn của Nhất mới lên tiếng. Thứ ấy không giải được, trước sau gì nó cũng chết. Cô đừng cố cứu nó nữa. Tài phép của Trần Triều không có gì là không giải được. Ta chỉ cần vung tay thì sợi chỉ đỏ đó sẽ đứt ngay lập tức. Nhà anh tưởng ta không nhìn thấy gì sao? Anh xem, có vợ có con rồi. Lại còn đàn đúm bạn bè anh em nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Cũng đua đòi người ta nuôi bồ nhí bên ngoài. Thế rồi bây giờ anh thác đi ai là người hương khói cho anh hàng ngày? Nếu anh thương cô này thật sự, thì bây giờ anh với cô ta đã có một đứa con trai. Đây này, nó đây này. Cô đồng chỉ tay về phía bậu cửa. Thoa thì không nhìn thấy gì. Nhưng có lẽ vong hồn của Nhất trong cơ thể Phương thì có thể thấy hết. Cô đồng thấy anh ta bắt đầu lay chuyển thì nói tiếp. Lỗi của anh không phải là đánh đập vợ con. Lỗi của anh là nghe một tai sai cũng thành đúng. Vợ anh đã có tuổi thơ vất vả như thế, sao không thương mà lại trách? Đáng lý ra anh phải thương lấy vợ vì gặp phải hoàn cảnh như thế. Đây mới là đạo làm chồng làm cha. Đằng này anh lại rượu chè bê tha rồi về hành hung người đầu ấp vai kề với anh mấy năm trời. Gần chục năm chứ ít ỏi gì. Xin cô đừng nói nữa, tôi biết lỗi rồi. Ngừng lại vài giây để xem thái độ của vong ra sao, cô đồng lại tiếp tục nói. Vậy bây giờ tôi nhờ phép nhà ngài cắt cho anh sợi dây này, anh có đồng ý không? Tôi. Lời hay ý đẹp của cô như từng nhát dao đâm sâu vào tim Thoa. Đây cũng là những lời cô từng nói với anh, nhưng khi ấy con ma men khiến anh mất đi lý trí. Bây giờ có hối hận cũng quá muộn rồi. Thấy Thoa ngồi im như phỗng, cô đồng liếc mắt sang rồi hất hàm ra hiểu ý của cô. Thoa bò sát lại gần Phương an ủi. Anh sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho mẹ con em. Giờ đây âm dương cách biệt hai đường. Anh còn muốn em đi theo anh thì con mình ai chăm? Ông bà cũng đã có tuổi, anh phải thương lấy bố mẹ anh chứ. Cô im đi, tôi còn đau lắm. Chút nữa tôi cho nước, mỗi ngày thoa một chút là sẽ khỏi sớm thôi. Giờ anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Anh đã được tôi cho vào đây thì ắt hẳn cũng phải hiểu nơi đây không phải cái chợ. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu. Vài giây sau khi cô dứt lời, anh ta bỗng khóc thút thít, cái đầu cứ lắc lắc liên hồi. Cô đồng khẽ đẩy Thoa về phía cơ thể Phương. Thoa đưa tay ôm nhẹ lấy Phương, dịu giọng nịnh nọt. Em biết anh thương em, nhưng người sống với người chết không thể ở cạnh nhau được. Anh nghe lời cô nhé. Em và con sẽ hương khói chu đáo cho anh. Không, anh không đi đâu hết. Anh muốn được ở bên cạnh em. Em đi với anh nhé. Giam ngay, nó lại cho tôi. Tiếng của vong ú ớ rồi biến mất hẳn. Phương ngã lăn ra đất, cơ thể mềm như bún. Để cho nó nằm ở đó chút nữa là tỉnh không sao đâu. Anh nhà con cương còng như vậy đấy cô ạ, giờ phải làm sao hả cô? Không sao,
Tôi cho nó xuống dưới ngục một lúc rồi lại đem lên đây. Không cắt được sợi dây kia thì cái mạng của cô coi như xong. Đem nó xuống đó tham quan vài phút để nó hiểu cái chấp niệm còn vương trong tâm nó bây giờ mà gặp hỏa ngục thì sẽ ra sao. Thoa thở phào nhẹ nhõm. Điều lo lắng nhất là cuộc sống của con bé. Nó còn non nớt lắm, mất cha đã đành, nay lại mất cả mẹ thì sau này không biết nó sẽ ra sao. Nghĩ đến bé đỏ, Thoa định quay sang hỏi thì cô đồng đã nói ngay. Còn thằng cu ý hả? Nó ngoan lắm. Nó bảo nếu sau này cô có bầu, nó sẽ lại xin đầu thai làm con của cô. Cô nói với bé dùm con lời xin lỗi. Con thực lòng không phải cố ý. Nó nghe thấy hết. Nãy nó bảo trước khi chết bố với mẹ cũng đã ngủ với nhau một hai lần rồi. May ra thì đậu đấy. Nghe cô đồng nói, Thoa chợt nhớ ra mình đúng là đang bị chậm mất vài ngày thật. Trước kia đèn đỏ của cô chu kỳ rất đều, nhưng từ khi sảy thai thì loạn hẳn. Tháng đến sớm, tháng đến muộn, dù có muộn gần 20 ngày thì thử vẫn một vạch. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại mong có thai đến thế. Nếu thế thì có cơ hội không cô? Biết đâu bé lại được trở lại làm con của con ngay. Cô đồng lắc đầu thở dài. Cái này tôi không rõ, mà anh ta đây rồi. Cô cầm lấy sợi chỉ đỏ này đi. Từ nay về sau anh ta và cô không còn phải lo về thứ bùa kia nữa. Cô đồng đưa cho Thoa một đầu sợi dây, đầu còn lại đang bay lơ lửng trên không trung. Xoẹt. Khi sợi dây bị cắt làm đôi, cũng là lúc bên tai Thoa văng vẳng ba từ. Anh yêu em. Cô bưng mặt khóc thành tiếng, câu nói bao lâu nay mới được nghe lại. Cảm giác sao nó thân quen đến thế. Có những thứ đáng lý ra không tuột khỏi tầm tay, không thuộc về kẻ khác. Là do chính ta tự hủy hoại. Cuộc đời ai cũng có sai lầm và quá khứ, nhất là sai lầm trong quá khứ thì lại càng không thể tránh khỏi. Hãy chia sẻ, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn. Đừng tự dằn vặt hoặc tìm hiểu về quá khứ của người khác, nhất là người mình muốn đem cả con tim trao cho người ta. Kết quả nhận lại sẽ rất đau cho người đa cảm và không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tập truyện tới đây là hết. Đừng quên đăng ký ủng hộ kênh cũng như là theo dõi tác giả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.